Thưa quý vị và các bạn, người cao tuổi có xu hướng bị đa rối loạn mãn tính, thường mắc các bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, suy dinh dưỡng và cả những vấn đề về nhận thức, chức năng hoặc xã hội. Tất cả những điều này đều làm suy giảm chất lượng cuộc sống, thậm chí còn gây nguy hiểm đến tính mạng. Đó là lý do tại sao việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi rất quan trọng. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi vấn đề này. Phần còn lại của chuyên mục, bác sĩ chuyên khoa sẽ giải đáp những kiến thức về vấn đề sức khỏe sinh sản ở phụ nữ. Sau đây là nội dung chi tiết. Số người cao tuổi ở Việt Nam liên tục tăng nhanh trong những năm trở lại đây. Theo kết quả nghiên cứu của Viện Dân số Sức khỏe và Phát triển Việt Nam, có 62,3% người cao tuổi Việt Nam mắc bệnh tăng huyết áp và chỉ có 86,3% trong số đó tiếp cận y tế. 67% người già có tình trạng sức khỏe yếu và rất yếu. Trung bình một người già mắc 3 chứng bệnh cần theo dõi, chăm sóc y tế. Quá trình lão hóa thì sẽ làm giảm cái khả năng thích nghi đối với môi trường sống của người bệnh, cũng như là giảm khả năng miễn dịch. Do đó là điều kiện thuận lợi để cho một số cái bệnh mãn tính có cơ hội phát triển cũng như là nhiễm một số bệnh mới. Thì ở Việt Nam, người cao tuổi có 10 nhóm bệnh hay gặp. Đứng đầu là bệnh đột quỵ chiếm khoảng 30%, tiếp đến là bệnh viêm phổi và tăng huyết áp chiếm khoảng 7-8%, sau đó là bệnh đái tháo đường, bệnh Parkinson, loãng xương chiếm từ 2-3%. Người cao tuổi thường dễ mắc các bệnh mãn tính, có thể mắc nhiều bệnh cùng một lúc, đồng thời có thể gặp một số vấn đề về nhận thức. Tất cả những điều này đều làm suy giảm chất lượng cuộc sống. Chính vì vậy, người cao tuổi là những người có nhu cầu cao về chăm sóc sức khỏe lão khoa. Không chỉ cần tình yêu thương và sự kiên nhẫn, chăm sóc sức khỏe tuổi già còn cần quan tâm đến tất cả các vấn đề về thể chất và tinh thần. Lưu ý trong chế độ ăn phải giàu vitamin, giàu chất xơ và bổ sung những chất chống oxy hóa, giảm cái lượng đường hấp thu nhanh cũng như là muối và mỡ để đảm bảo một cái chỉ số khối cơ thể cân bằng khoảng từ 18,5 đến 24,9. Bên cạnh đó, chế độ luyện tập, vận động cũng rất quan trọng. Người cao tuổi nên được vận động khoảng 30 phút một ngày và 5 ngày trong tuần bằng các hình thức như là đi bộ, bơi hoặc là đánh cầu lông. Ngoài ra thì phải tránh các cái stress cũng như là các cái tai nạn về ngã, giao thông và đặc biệt là phải bỏ thuốc lào, thuốc lá. Còn về chế độ thuốc men thì người cao tuổi nên được dùng và kê đơn thuốc bởi bác sĩ có chuyên khoa, nhiều kinh nghiệm và quá trình dùng thuốc cũng như sử dụng thuốc nên có sự giúp đỡ của gia đình, giám sát, theo dõi, hướng dẫn bệnh nhân và có chế độ tái khám định kỳ thích hợp. Người lớn tuổi nếu không thường xuyên vận động thân thể và trí não sẽ khiến cho sức khỏe suy giảm nhanh chóng, tinh thần không còn minh mẫn, dễ bị lú lẫn và dễ mắc các bệnh mãn tính. Để kích thích trí óc người lớn tuổi hoạt động, bên cạnh việc thường xuyên trò chuyện, cùng ngồi đọc báo xem TV hoặc thảo luận về vấn đề mà các cụ quan tâm, con cháu nên động viên người cao tuổi tham gia vào các hoạt động xã hội, có thể là câu lạc bộ tình nguyện, các thú vui chơi cờ, nuôi chim, cá hoặc các hoạt động thể thao như thiền định, dưỡng sinh, đi bộ. Gia đình thì là một cái nhân tố rất là quan trọng trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bởi nơi đây thì người cao tuổi đã được yêu thương gần gũi, quan sát và theo dõi hàng ngày. Bên cạnh đó thì nhà nước cũng đã quan tâm rất đặc biệt với đối tượng người cao tuổi. Cụ thể là đã thành lập những các cái mạng lưới y tế để bảo vệ sức khỏe người cao tuổi như các trung tâm y tế gia đình này, trung tâm y tế xã huyện, các khoa lão khoa tại các viện cũng như là các cái viện lão khoa trung ương và khu vực. Điều trị bệnh cho người lớn tuổi rất khó khăn và cần nhiều thời gian, đồng thời người cao tuổi có khả năng phục hồi rất kém. Phát hiện bệnh càng sớm thì hiệu quả của điều trị càng cao. Chính vì vậy, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là trách nhiệm của các thế hệ trong gia đình, của cộng đồng và toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, nhiễm khuẩn đường sinh sản hay còn gọi là viêm nhiễm phụ khoa là bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi, nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Bệnh nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống của chị em phụ nữ. Nhiễm khuẩn đường sinh sản là tình trạng viêm nhiễm vùng kín mà hầu như chị em nào cũng từng bị ít nhất một lần.
trong đó tình trạng viêm phụ khoa do vi khuẩn là phổ biến nhất. Bệnh lý này rất thường gặp ở phụ nữ độ tuổi từ 15 đến 44 tuổi. Tại Việt Nam, có tới hơn 90% phụ nữ bị mắc viêm nhiễm phụ khoa ít nhất một lần trong đời. Đây là bệnh lý phổ biến, bệnh rất dễ tái nhiễm, có nhiều nguyên nhân gây nhiễm khuẩn đường sinh sản. Về nguyên nhân thì có 3 nhóm nguyên nhân chính. Nhóm nguyên nhân thứ nhất đấy là các bệnh lây truyền qua đường tình dục, ví dụ như nhiễm chlamydia, HIV, viêm gan B, rồi là bị nhiễm trùng roi âm đạo, herpes sinh dục, sùi màu gà âm đạo, HIV, vân vân. Nhóm nguyên nhân thứ hai đấy là nhiễm khuẩn nội sinh, đấy là do các vi sinh vật có sẵn trong âm đạo của người phụ nữ bình thường phát triển quá mức, ví dụ như là viêm âm đạo do vi khuẩn, viêm âm đạo do nấm. Nhóm nguyên nhân thứ ba đấy là do nhiễm khuẩn mà khi mà can thiệp thủ thuật y tế không vô trùng, ví dụ sau khám, sau làm các thủ thuật như nạo phá thai, đặt dụng cụ tử cung. Viêm nhiễm phụ khoa không phải là bệnh lý khó điều trị, bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn, không gây ra vấn đề về sức khỏe khi được điều trị đúng cách. Vì vậy, chị em nên chủ động đến cơ sở y tế sớm khi xuất hiện những dấu hiệu của bệnh. Bệnh thường xuất hiện đột ngột rõ ràng, ví dụ như là đau rát, ngứa ngáy vùng kín, có thể có mụn rộp, rồi da khí hư nhiều, có màu hoặc là mùi lạ, đau rát khi quan hệ, tiểu tiện buốt, có thể có xuất huyết vùng kín, đau tức vùng bụng dưới, hoặc có thể sốt hoặc không. Nhiễm khuẩn đường sinh sản là một từ chung, trong đó bao gồm rất nhiều bệnh, ví dụ như viêm âm hộ, viêm âm đạo, cổ tử cung, viêm niêm mạc tử cung, viêm vòi trứng, buồng trứng, vân vân. Đấy, thì tùy thuộc vào triệu chứng cận lâm sàng và lâm sàng thì bác sĩ sẽ đưa ra các cái phác đồ điều trị phù hợp cho từng bệnh. Viêm nhiễm phụ khoa nếu không được chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh, như viêm tiểu khung, vô sinh, chữa ngoài tử cung, ung thư cổ tử cung, gây sẩy thai. Tuy nhiên hiện nay, đa số chị em, đặc biệt là các em gái ở lứa tuổi vị thành niên, thanh niên vẫn còn tâm lý e ngại, không dám đi khám khi có những dấu hiệu của bệnh. Để phòng ngừa viêm nhiễm đường sinh sản và cũng như các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục thì các chuyên gia y tế khuyến cáo một số biện pháp sau. Thứ nhất là chúng ta thay đổi thói quen sinh hoạt. Thứ hai là vệ sinh đúng cách. Thứ ba là chúng ta cải thiện môi trường sống. Thứ tư là chúng ta lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp. Và cái thứ năm là chúng ta quan hệ tình dục lành mạnh và an toàn. Và cái thứ sáu là khi mà chúng ta có bệnh thì chúng ta nên đến các cơ sở y tế tin cậy, an toàn để chúng ta khám và điều trị. Và điều cuối cùng, chúng tôi khuyên chị em phụ nữ chúng ta nên đi khám phụ khoa định kỳ. Đề phòng các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản, ngoài việc thăm khám định kỳ, các em cần chú ý giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Khi có những dấu hiệu bất thường ở vùng kín, cần chia sẻ với bố mẹ để được đưa đến các cơ sở y tế chuyên khoa thăm khám và chăm sóc kịp thời, tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Chuyên mục Y tế dân số và sức khỏe hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.